Dạ vâng, Thảo Nguyên xin được thông tin. Trong buổi chiều ngày hôm nay thứ năm, chúng ta lại tiếp tục xuống chấm đen. Ok, giờ anh sẽ thả xuống và chúng ta sẽ bơm nước đi và sẽ nhìn chấm đen ngày hôm nay. Em Linh tí chia cho anh biểu xem biểu bao nhiêu đó. Khoảng bao nhiêu anh? Khoảng 6 cân rưỡi là trung bình. Và hôm nay thì chúng ta bắt đầu xuống chấm đen ở hồ săn hàng. Thông tin với các anh là giá chúng ta vẫn không thay đổi 20.000 đồng. Các cần thủ chúng ta đang giám sát Thảo Nguyên. Ngay sau đây thì các con chấm đen này sẽ được xuống săn hàng. Có biết cả chép thôi. Như vậy thì thông tin với các anh là từ nay đến cuối tuần này thì Thảo Nguyên cũng sẽ tiếp tục liên tục bổ sung cá cho các anh. Thỏa sức chiến đấu luôn, săn hàng. Và thông tin ngay là ngày mai thôi là chúng ta sẽ tổng kết giải tháng 3. Giải tháng 3 con to nhất bây giờ đang là 10,75 kg. Đây số chấm đen thì bắt đầu lộ dần ra rồi. À anh ơi, anh hồi em xả vào đầu kia thì chấm đen bên đấy nữa mà là vừa đẹp luôn. Và số lượng chấm đen có ít chép ít chê thì chúng ta sẽ thả hồ game. Thông tin của anh là giá thay đổi chúng ta vẫn là 20.000 đồng trên giờ anh em nhé. Đây là chấm đen. Và bây giờ anh em bắt đầu thấy lộ dần chấm đen rồi. Đầy cái lồ này là hơn 1 tấn cơ. Anh đừng để chê nó xuống bên đấy nhá. Hôm nay chê mà xuống là thân thịnh có lỗi với anh em ở hồ săn hàng đấy. Ở đây. Đây anh em nhé, bắt đầu chấm đen đã hiện đây rồi. 20 con chấm đen hôm nay sẽ xuống hồ săn hàng bổ sung cho anh em. Như vậy thì săn hàng ra bắt đầu là có chấm đen rồi. Và có hết chép. Ok anh em nhìn thấy là lượng chấm đen ở hồ Thảo Nguyên. Vâng, lát nữa chúng ta có thể chiến đấu được luôn đấy ạ. Anh ơi, tiền thảo em xuống mất. Vâng. Không, anh cứ xả chấm đen nó có xuống đâu. Anh thả đấy là đầu nó đi xuống được mà. Khó anh ơi, không cần đâu nhỉ. Nó bị hỏng kia rồi. Ok. Anh ơi, quên mất. Để lại cho một con thôi. Xuống 19. Như vậy là Thảo Nguyên đã xuống. Hôm nay bổ sung thêm cho các anh là 19 con chấm đen. Còn lại, ok, em cộng và chia cho anh 10, chia cho 20 để ra cho mình. Vâng, đây chúng ta sẽ bổ sung thêm để chúng ta sẽ đánh. Vâng. Thảo Nguyên thì giá vẫn thay đổi là, à không thay đổi là 20. Trước sự chứng kiến của các cân thủ Thảo Nguyên, thả cá bồi xuống anh em thì yên tâm hơn, anh Thành. Rất kỳ cựu săn chấm đen Thảo Nguyên. Giá vẫn thay đổi anh em nhé. Như vậy là biểu hôm nay là chúng ta sẽ đạt khoảng 6,6 kg chấm đen. Anh thả để lại cho một con này. Đây để cho em con này đi. Để cho em con đấy anh. Để lại một con này. Con này cũng được. Đây tối làm lẩu. Tiếp bên này nhé. Đấy sang bên này là anh em săn hàng để chiến đấu thôi. Ok, chép chơi bên này rồi. Xả được anh? Xả được nếu nhiều nước thì được. Thông tin anh là giá ra thì vẫn là 20k nhé. Nhớ phải giữ em chấm đen. Anh vứt luôn em bẻ kìa. Thôi vứt thôi, làm gì có nước rồi. Không sao, thả vào là ok mà, tối chơi được. Tất cả vào hồ săn hàng, chấm đen vào hồ săn hàng hết anh em nhé. Không sao đâu nhỉ, cứ đặt đấy và cho nước đây luôn mà. Không sợ. Tí thịt luôn mà, sợ gì. Đấy, anh kéo lên đấy được. Đấy, trôi khoảng mấy cân anh? 3 cân rưỡi. Ok các anh nhé. Ngày mai thì Thảo Nguyên sẽ xuống chép. Và từ nay cuối tuần thì chấm trắng sẽ có một lồ nữa về với anh em. Anh thấy như giờ được đấy, khéo anh thả cho em bỏ cái đấy ra cuộn nó cho em hết. Không sao, ở nước nó dồn về đấy mà.
anh dính rồi, rồi cứ vớt cái vòi đấy cho em rồi anh xả hết cá đây cho em. Cuộn anh ơi, đây là cuộn cuộn bạt, cuộn bạt à, đúng bài. À, xin chào anh Phạm Văn Côi. Thảo Nguyên xuống tuần này xuống chăm trắng cho các anh nữa nhé. Có thể là mai thứ 6 Thảo Nguyên sẽ xuống tiếp chăm trắng với anh em. Chăm trắng thì bình thường thôi, giờ giá nó hợp lý rồi. Chăm trắng thì bằng chép thôi, không vấn đề gì cả. Hầu game ra sẽ bổ sung thêm. Như vậy thì chấm đen thì cũng đã xuống ở hồ Săn Hà, đảm bảo cho anh em rồi. Ok đấy. Hay tay tay. Tay hất thẳng lên ngay mép bờ mà không lên được luôn. Còn tay nhá, hất hất em. Tăng tốc vận chuyển. Thế bây giờ hồ game thì chúng ta sẽ có thêm cá chê. Còn săn hàng thì chúng ta sẽ có chủ yếu chủ đạo là chấm đen và chép. Còn hồ game chúng ta sẽ có chấm đen, trôi, chê, chép. Chép là chủ đạo, hồ game chép là chủ đạo. Hồ săn hàng chấm đen là chủ đạo. Đây đây. Cá chuối. Hồ trên lại hồ game rồi. Đúng rồi, hồ trên này sẽ là hồ game anh em nhé. Hồ game trên này thì sẽ đảm bảo hơn, vì là nó ở gần trung tâm. Ở gần trung tâm đây thì khi tổ chức âm thanh ánh sáng nó sẽ tiện hơn cho anh em. Còn ở hồ dưới nó sâu hơn thì sẽ chuyển thành hồ săn hàng. Hồ dưới đây sẽ là hồ săn hàng anh em. Từ nay đến cuối tuần Thảo Nguyên liên tục bồi cá cho anh em. Trước đây Thảo Nguyên thả một mẻ có thể 100 con, nhưng mà tránh tình trạng là lúc đêm ý là nó bị ngộp chẳng hạn, hoặc chấm đen nó mới thì đêm nó lại lổi hoặc đi lửng nhiều thì anh em hay đánh chốc đen. Thì giờ Thảo Nguyên sẽ thả chia đều trong tuần. Theo đúng như anh em bảo, tầm 100 con thì rất bình thường. Mỗi hồ khoảng 5-60 con thì lại không vấn đề gì cả, Thảo Nguyên có thể thả nhiều hơn nữa. Cuối tuần này sẽ chốt mỗi hồ với anh em thì chắc nó cũng phải gần 100 con. Thỏa sức anh em săn luôn, không vấn đề gì. Và xin chào anh Viên Xuân Phạm. Hôm nay thì có rất nhiều các anh cần đủ ở tỉnh khác. Hiện tại thì đến giờ là được 21 con rồi trong ngày hôm nay. Ok, em xin kết thúc live đây, hẹn anh em ở các pha lên cá tiếp ạ. Thông tin với anh hôm nay thì Thảo Nguyên đang hút bùn ở hồ số 3 cái rồi. Hồ bên đấy thì như anh em muốn là câu mồi đang câu rô, câu chép tầm trung trung ấy, size khoảng 2 cân thì anh em sẽ có một cái hồ giáp bờ luôn, ngay bên cạnh luôn đúng không? Thoải mái anh em săn luôn. Bên đấy thì ngồi được khoảng 20 anh em săn rô phi, săn chép, chép biểu 2-3 cân. Mà cũng có thể bổ sung thêm vài con khủng ở bên này nữa, anh em săn có cảm giác. Giá thì vẫn là 20.000 đồng anh em nhé. Xin chào anh Trương Định, anh Nguyễn Thắng. Ok anh ơi. À đây đây, anh qua gặp với Linh nhé. Giấy phép đi xem để bàn ở phòng Lê Tân. Ok em xin chào anh em nhé. Hẹn anh em ở các pha lên cá tiếp. Hôm nay chắc chắn ra sẽ phải lên chấm đen rồi. Hồ săn hàng đã có chấm đen rồi. Anh em săn vô tư rồi. Ok em xin kết thúc.